Đây là câu chuyện sự Giáng sinh của Chúa Giêsu, nhưng mà thật sự là câu chuyện về ông Joseph, quý vị có thấy không? Quý vị để tay trong Matthew đoạn 1 đó, và mở với tôi ở trong Luca đoạn 2. Cái này anh Xuân đố rồi, bây giờ tôi đố lại. Trong Kinh Thánh có mấy sách chép về sự Giáng sinh của Chúa? Sách nào với sách nào? Dạ, Matthew với Luca mà thôi. Và Matthew là mô tả cái nhìn ở dưới, giống như là trong cái quan điểm của ông Joseph, còn ở trong Luca trong quan điểm của bà Mary. Quý vị thấy không? Chúng ta thấy hai câu chuyện cùng nói về chuyện Giáng sinh, nhưng mà dưới hai cái khía cạnh khác nhau. Một bên nói về ông Joseph, nói về các bác sĩ đông phương, một bên nói về bà Mary, nói những người chăn chiên, cho nên nó rất là đầy đủ. Ok, cái câu hỏi đầu tiên là xin cho biết những đặc điểm của Joseph qua câu chuyện này. Quý vị thấy ông Joseph có những đặc điểm nào? Thứ nhất là có nghĩa là có cái gì? Cái chữ nghĩa đây nó giống như trong chữ công nghĩa đó, là công chính đó, tức là righteous. Righteous nghĩa là sao? Là công chính, là giống như là liêm khiết, nghĩa là dạ. Kêu là tiếng Anh gọi là law abiding, tiếng Việt gọi là gì? Là thi hành đúng luật nghiêm, nghiêm chỉnh, thi hành luật lệ nghiêm chỉnh. Không chỉ liêm sĩ thì cũng đúng. Vô liêm sĩ kêu mới. Dạ. Dạ. Anh Cường, người Công giáo gọi ông Giuse là cái gì của bà Maria? Không, nói người không, thường là bạn hiền hay gì, có cái chữ dạ dành thánh đàn, nhưng mà có một danh từ nó thánh Giuse là bạn gì đó của bà Maria. Anyway, ok, người có nghĩa là công chính, law abiding. Nhưng mà ngoài cái điểm đó là chữ, quý vị ghi nhận được những cái đặc tính nào của ông Joseph qua cái phân đoạn Kinh Thánh này? Ok, từ từ. Oops. Trầm tĩnh, gì nữa? Trầm tĩnh, hiền lành, ít nói. Tại sao chị cử biết bảy ổng ít nói? Quý vị để thấy Kinh Thánh không có ghi lại ông Joseph không có nói một tiếng nào. Dạ. Yeah. Vâng lời ai? Dạ, yeah, vâng phục. Dạ. Yeah. Xin lỗi. Nói về yêu thương. Dạ, có tình yêu thương. Dạ, tình yêu thương rộng lượng. Tại sao mình biết ông rộng lượng? Dạ, mình phải nhớ là mình phải đặt mình vô cái trường hợp ông Joseph đó. Mình không biết gì về cái chuyện phép lạ hết đó nha. Mình thử thấy, mình phải đặt vô cái chỗ đó. Mình thấy đây một trường hợp rất là đặc biệt. Tại sao chị cự nghĩ là ổng trầm tĩnh? Ok. Cân nhắc, ok. Còn hiền lành, tại sao biết ổng hiền lành?
Okay. Yeah. Nhân hậu và quý vị thấy đây là mình học Kinh Thánh bằng lối gì đây? Quan sát. Mình chỉ đọc cái chuyện nha, mình từ những cái gì mô tả, mình nhìn thấy từ đoạn thánh này toát ra một con người như vậy, có phải như vậy không ạ? Dạ. Ok, mình biết, quý vị biết tất cả mình học Kinh Thánh, học lời Chúa là để làm gì? Là để áp dụng. Thì áp dụng sao đây thầy Bình? Dạ, tuân giữ lời Chúa. Nhưng mà cũng phải yêu thương, mặc dù là mình làm đúng luật nhưng phải yêu thương. Dạ. Đây là những cái đức tính mà tôi nghĩ rằng mình nên ghi nhận để sống trong đời sống hàng ngày, cư xử chẳng những cái trong cái trường hợp này nhưng mà trong mọi trường hợp, để chúng ta bày tỏ cái lòng yêu thương. Thật ra ông Joseph tất cả nó có một cái chữ rất là quan trọng, tôi vẫn thường nói về cái chữ đó rồi phải không? Quân bình, phải không? Ông có một sự quân bình giữa, có nghĩa là người làm theo luật lệ nhưng mà ông cũng là người rất là yêu thương. Dạ. Quý vị mở ở trong episode đoạn 4, quý vị biết câu này rồi. Và chúng ta sẽ thấy hai cái điều này nó luôn luôn đi song song với nhau ở trong Kinh Thánh. Trước hết là Ephesos đoạn 4 câu đợi tôi một chút. Câu 15 tôi đọc trong bản hiệu đến: nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương. Speak the truth in love. Đây là hai cái điều mà chúng ta phải quân bình với nhau. Chân lý không phải là lấp liếm nhưng mà nó phải quân bình với sự yêu thương. Chị vui định nói gì? Dạ vâng, cũng đúng, thì bà Marie cũng là một người tốt. Chắc ông nghĩ là chắc làm sao đó chứ không phải là... Dạ vâng, dạ cảm ơn. Dạ nhưng mà hôm nay chúng ta tập trung chủ yếu vào ông Joseph để mà nói chuyện đó. Ok, câu thứ nhì: nếu bạn là Joseph, bạn sẽ xử sự như thế nào trong trường hợp này, tại sao? Nghĩa là trường hợp mình có người vợ hứa, khám phá người vợ hứa mình có thai. Thì nếu mà trường hợp xảy ra với quý vị xử sự như thế nào, tại sao? Mấy ông trả lời. Ok, rồi mấy ông trả lời thôi. Tôi nghĩ tùy cái tâm tính của mỗi người đàn ông. Ok. Chẳng hạn như tôi thì đơn giản là có kiểu sao làm vậy thôi. Không, cái này là chưa có thiên sứ, chưa có phép lạ gì hết á. Chỉ đơn thuần là tôi có người vợ hứa, bây giờ biết bả mang bầu, bây giờ tôi xử sự ra đây. Âm thầm rút lui là làm sao anh Ngọc? Không, tôi hỏi điều này là thật, để mình học. Mình giả sự chỉ nên là nó không, sự thật không có, nhưng mà mình chỉ tưởng tượng thôi. Ok, đúng vâng, thì rất có thể là mình giận dữ phải không? Ok, quý vị gọi là gì đó,
à, thiêng liêng quá, mình phải gọi là bình thường mà thôi đó. Dạ. Thất vọng. Dạ. ông tham chút xíu, ok, bối rối nè. Ông cự thì chấp nhận hay chấp nhận là sao ông cự? Không không biết biết rồi, nhưng mà nhớ là không không biết bà này mang thai khi nào với ai, chứ không phải là cái vấn đề chấp nhận là dạ. Thế con mục sư thì con phải không làm lớn sao? Làm lớn chuyện là làm sao hả? Lớn chuyện để chứng minh là không phải của mình. Ok, dạ đúng, dạ. Dạ đúng vậy. Dạ làm lớn chuyện trong cái ý nghĩa đó đó, quý vị hiểu không? Tức là nói cho mọi người biết, that's not my fault. Yeah, ok. Dạ. Tra hỏi nghe là có gì investigate nha. Quý vị, anh Quang nói gì? Quý vị nhớ hồi chắc quên hết trơn là hồi học quyển cuộc đời chứ cứ thế quyển 1 đó, mình có học chuyện này, có ai nhớ không? Dạ. Quý vị mở ra chút xíu này, nhìn vô cho vui thôi. Kinh Thánh rồi. Ok. Luca đoạn 1. Quý vị biết có những cái chuyện mà kêu là cái gì ha? Tức là mình ở phía bên này thì mình biết rõ mọi chuyện, còn người bên kia thì không biết gì hết, quý vị biết không? Thì nếu mà mình đọc bên Luca thì mình biết what's going on, phải không? Đây là biết thiên sứ đến với bà Mary, phải không? Có phải vậy không? Dạ. Yeah. Rồi sau khi tin sến bà Mary thì bà làm gì đâu mất rồi. Mary thưa rằng tôi tới Chúa xin sự xảy ra cho tôi như lời người truyền đoạn tin sứ lìa khỏi Mary. Trong những ngày đó Mary chờ dậy lật đật đi trong miền núi đến một thành và xứ Giu-đa vân vân. Bà Kinh Thánh ghi rằng Mary ở với Elizabeth chừng 3 tháng rồi trở về nhà mình. Ok, tin sứ hiện tới phải không? Cái bà Mary bà mừng quá, bà đi thăm bà Elizabeth ở đó 3 tháng mới về. Để trong cái quyển bài học cuộc đời chứ cứ thế đối với ông Joseph ông thấy nè, 3 tháng không thấy bà Mary này đâu hết, 3 tháng sau bà về. Quý vị hiểu không? That's reality. Cho nên mình phải đặt vô trường hợp của ông Joseph với bà Mary. Ok, cái ý hai câu hỏi của tôi đặt ra đây là để cho chúng ta xem thử trong những cái tình huống như thế này, một người bình thường xử sự như thế nào, mà chúng ta thấy ông Joseph đã xử sự như thế nào, và cái câu mà nói ông Joseph đã làm là ông làm gì? Bèn toàn đem để nhẹm. Anh Cường không hiểu chữ để nhẹm là để làm sao. Và đây là tiếng xưa với tiếng địa phương, bản dịch diễn ý, hiểu đến dịch là âm thầm từ hôn. Bản Công giáo dịch là ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. À, đúng như vậy. Dạ, để thế là ly dị. Dạ, dạ. Tiếng Quảng Nam, Quảng Ngãi là để là ly dị. Dạ, dạ. Gì đó, xin lỗi tôi mở một đơn, anh nói như thế này. Anh Cường thấy không? Chúng ta có thể dùng Kinh Thánh Công giáo, dùng nghĩa là Kinh Thánh nè. Nếu chúng ta học đúng như lời Kinh Thánh dạy là chúng ta thấy đi rất gần với lời Chúa. Bản Công giáo, Tin Lành với Công giáo chỉ là một bản mà thôi, quý vị thấy không? Chỉ có vấn đề gì là chúng ta có làm theo lời Kinh Thánh không mà tôi chỉ muốn nói điều đó. Dạ. Yeah. Ok, trở lại. Khi Mary mẹ ngài đấy, Joseph chồng người lần con nghĩa. Tức là hai cái chữ này là đối chiếu với nhau, quý vị. Là người có nghĩa, tức là người law abiding, là người chính trực, đâu ra đó. Nhưng mà một mặt khác thì không muốn cho người mang xấu, không muốn biêu xấu bà Mary. Quý vị, dạ. Quý vị mở trong quyển sách quý vị có đó.
trang 12. Dạ dạ ông cử đọc giùm. Đường thế chúng và lần người có nghĩa mang ý nghĩa công chính, nghĩa là cẩn thận tuân hành luật pháp của Chúa, tuân thủ đúng luật lệ của Chúa. Joseph không thể tiến hành hôn nhân với Mary vì có thai trước khi chung sống, chứng tỏ Mary là người có lỗi. Joseph có thể công khai ly dị. Joseph có thể công khai ly dị Mary để mọi người biết ông không phải là người có lỗi. Tức là làm lớn chuyện như anh Kiệt nói đó. Nhưng Joseph không định làm như vậy để Mary khỏi mang tiếng xấu. Quý vị thấy cái choice của ông Joseph không? Dạ, hoặc là làm lớn chuyện chứng tỏ mình không có lỗi, nhưng mà ông không có muốn Mary mang tiếng xấu. Quyết định mà Joseph suy nghĩ là một quyết định quân bình giữa công chính và yêu thương, giữa việc tuân giữ đúng luật lệ và bày tỏ lòng thương xót người khác. Chúng ta hồi nãy tôi có nói là trong Kinh Thánh, ở trong Cựu Ước, trong Tân Ước, Đức Chúa Trời luôn luôn là Đức Chúa Trời công chính, nhưng cũng là Đức Chúa Trời yêu thương. Hai cái đức đó của Chúa luôn luôn đi song song với nhau. Đang lúc phân vân không biết phải quyết định như thế nào thì thiên sứ của Chúa đã hiện đến với Joseph trong chiêm bao và bảo Joseph tiến hành việc hôn nhân với Mary, vì thai nhi nàng đang mang là do Đức Thánh Linh, không phải lỗi của Mary. Ok. À, chúng ta đọc thêm một vài điều nữa. Thịnh đọc tiếp dùm này. Nam xin lỗi, cái lộn tên mấy người này ngoài. Con đọc lại dùm dùm từ đầu ở trang 11. Mary thuật lại câu chuyện. Matthew thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu Giáng sinh thật ngắn gọn và đầy đủ. Đây là câu chuyện dưới cái nhìn của Joseph. Luca ghi câu chuyện Giáng sinh dưới cái nhìn của Mary. Ba điểm chính trong phân đoạn này là: 1. Vai trò của Joseph. 2. Sự hướng dẫn của Chúa qua chiêm bao. 3. Lời tiên tri được ứng nghiệm. Mary, mẹ ngài, đã hứa gả cho Joseph. Hứa gả theo phong tục Do Thái xảy ra khoảng một năm trước ngày cưới và được kể là giai đoạn đầu của hôn nhân với những ràng buộc như trong hôn nhân. Luật lệ trong Cựu Ước áp dụng cho thiếu nữ đã hứa gả và chưa hứa gả khác nhau. Phục truyền đoạn 22 câu 23 đến 24, 28 đến 29 cho thấy người hứa gả được kể như là vợ chồng. Ok, có lẽ chúng ta nên đọc qua cái chỗ đó chút xíu để cho biết. Chúng ta mở trong Phục truyền đoạn 22. Cái tựa đề của Phục truyền luật lệ ký đoạn 22 là bổn phận về sự nhân từ và các luật khác. Phục truyền luật lệ ký đoạn 22 câu 22 thì ghi như thế này: khi người ta gặp một người nam nằm cùng một người nữ có chồng thì người nam luôn với người nữ, cả hai đều phải bị chết. Ấy người sẽ cất sự ác khỏi Israel là như vậy. Hồi xưa trong luật Cựu Ước tội tà dâm là bị xử tử. Câu 23: khi một con gái đồng trinh đã hứa gả cho một người nào, đây là hứa gả thôi chưa phải là vợ chồng, và có một người khác gặp nàng trong thành và nằm cùng, thì các ngươi phải dẫn cả hai người ra cửa thành đó, lấy đá ném cho cả hai đều chết. Con gái trẻ bởi vì không có la lên trong thành, người con trai bởi vì làm mất danh giá cho vợ người lân cận mình. Cho nên, tức là đây không phải là trường hợp hãm hiếp mà đồng tình, bởi vì không có la lên và người nam kia đã làm mất danh giá cho vợ người lân cận. Ấy người sẽ cất sự ác khỏi giữa mình là như vậy. Câu 28: nếu một người nam gặp một con gái trẻ đồng trinh chưa hứa gả, bắt nàng nằm cùng mà người ta gặp tại trận, thì người nam đã nằm cùng con gái trẻ đó phải nạp cho cha nàng 50 siếc la bạc, rồi nàng sẽ làm vợ người, bởi vì người có làm nhục nàng. Người còn sống ngày nào thì chẳng được phép đuổi nàng đi. Quý vị thấy luật cùng thiếu nữ còn đồng trinh hết, mà một bên hứa gả, một bên chưa hứa gả, luật áp dụng khác nhau. Điều đó cho thấy rằng một cái người hứa gả kể như đã là vợ chồng.
Okay. Vì vậy cho nên khi bà Mary mà mang thai như vậy là phải là tội đáng chết luôn đó. Yeah. Okay. Okay, một cái điều khác nữa chúng ta trở lại trong Kinh Thánh Matthew đoạn 1. Dạ thưa được, hai câu cũng được. Yeah. Như vậy thì cái sự tường hôn thầm đó nó cũng phải đến cái thời điểm là bà Mary nó lộ ra cái chuyện đó, thì chị phải cải hóa ra bà Mary và cũng bị vô cái tội kia, dù ông như thế ông không làm lớn chuyện hay là có làm lớn chuyện như vậy thì cái điều đó nó cũng sẽ lộ ra chứ, đúng không? Nhưng mà ngay trong lúc đó thì ông Joseph, tôi nghĩ ông Joseph ông không muốn thầm thước chuyện ngay lúc đó, nghĩa là sau này đó là chuyện về sau thôi, nhưng mà ông không có muốn làm lớn chuyện từ đầu. Dạ. Yeah. Không, chị nói đúng, vâng, thì có thể trước sau gì chuyện nó cũng đổ bể ra thì bà cũng phải mang tiếng thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Cũng có thể là âm thầm tự hôn là kể như không có dạ. Yeah. Không có dính dáng đến cái chuyện đó. Dạ. Yeah. Ok, một cái yếu tố khác chúng ta thấy trong câu chuyện này là nhất là Matthew đó, song đang ngẫm nghĩ về cái thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph trong giấc chiêm bao mà phán rằng, hỡi Joseph con cháu David, ngươi chớ ngại lấy Mary làm vợ, vì con mà người chịu thai đó là bởi Đức Thánh Linh, người sẽ sanh một trai như khá đặt tên là Giêsu, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đến tiên tri mà phán rằng là một cái đồng trinh sẽ chịu tha và sanh một con trai, và người ta sẽ đặt tên con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Ông Joseph được giải tỏa vấn đề nhờ thiên sứ hiện đến trong giấc chiêm bao. Ok, tôi không có cái câu hỏi mà chúng ta mở trong sách để đọc về cái vấn đề chiêm bao một chút xíu. I don't know. Dạ, tôi nghĩ là ông Joseph không biết. Thì bởi vậy, ở về hồi nãy tôi mới nói như vậy đó. Tôi nghĩ vậy, có thể là vậy. Cái đó là chỉ là mình tưởng tượng dự đoán thôi. Tôi nghĩ là ông Joseph không cái gì đó, không có muốn giải quyết vấn đề bằng cái cách đó. Nghĩa là nếu mà người ta tính ngày mà vậy, nếu mà có thai trước khi lập gia đình thì có mang tội hay là không hả? Dạ, tôi nghĩ là có, bởi vì gọi là gì đó, sống với nhau trước hôn nhân là kể là Kinh Thánh không có nói rõ 100% về điều đó, tuy nhiên ám chỉ là có tội. Dạ. Tôi nghĩ là có chứ. Dạ. Dạ. Theo như cái sự suy nghĩ của em á, thì sau khi bà Mary được thiên sứ báo mộng, em nghĩ là bà có thể bà nói chuyện đó cho Joseph, nhưng mà ông Joseph ông không tin. Sau đó thiên sứ mới đến báo mộng, tại vì nếu mà bình thường á, thì em nghĩ là ông có thể mà ông kèm được, mà ông để cái chuyện mà làm đẻ như vậy, có thể là tôi không nghĩ là bà Mary có nói với ông Joseph đâu, bởi vì nếu
nếu mà ông Joseph, bà Maria có nói ông Joseph, thì ông Joseph đã giải quyết vấn đề cách khác rồi, từ đầu rồi. Bởi vì đằng này ông định ly dị chứ ông có định tiếp tục. Không, Kinh Thánh không có ghi như vậy, tôi không có nghĩ là ông biết chứ. Dạ. Không, thì có những điều mà Kinh Thánh không ghi thì mình có thể đoán thế này thế nọ, nhưng trong trường hợp này thì chỉ có thể, bởi vì ông Joseph là người quá tốt, thì tôi nghĩ là nếu mà ông đã nghe bà Marie nói như vậy thì thể nào ông cũng tin và ông cũng chấp nhận. Yes. Ở nhà, mỗi khi nhà tôi hỏi câu gì, tôi thường hay câu trả lời tôi là đánh tôi đi, beat me, I don't know. Ok. Có thể, smile, my guess only. Có thể là khi ba tháng về, bà Marie mới tới gặp Joseph và cho Joseph biết, có thể. Yeah. Yes. Okay. Yeah. Cô Mai mấy tháng rồi đâu có ai thấy bụng đâu nè. Ok. Đó là ông Giang nhảy. Dạ, thế biết. Dạ, bởi vì ông Sachari đã được báo trước rồi. Dạ, bà Elizabeth biết. Ok, bây giờ mình phải trở về Matthew đoạn 1, tôi nói về viện chim ba chút xíu. Ngọc đọc dùm trang 12 suốt cả Kinh Thánh. Suốt cả Kinh Thánh, Đức Chúa Trời mặc khải hay hướng dẫn con dân Chúa qua nhiều phương cách khác nhau. Mặc khải làm sao? Là trình bày mạc, là cái màn, khải là mở, mặc khải là mở màn. Tức là như tôi đã nhiều lần nói với quý vị, Đức Chúa Trời có thật hay không? Nói yếu như vậy. Làm sao mình biết được? Chúa phải trình bày ra mình mới biết được, phải không? Dạ, chứ Chúa không trình bày ra mình biết được. Và vì vậy cái điều đó gọi là mạc khải hay là revelation. Và Đức Chúa Trời trình bày cho chúng ta biết qua vũ trụ, vạn vật, thiên nhiên. À, cái câu Kinh Thánh mà cô Ngọc đọc á, Hebrew đoạn 11 câu 1, xin lỗi, đoạn 1 câu 1 nói gì? Đời xưa Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. Và cái câu Ngọc đọc là suốt cả Kinh Thánh với con, cho con dân Chúa qua nhiều phương cách khác nhau. Theo đoạn 1, đọc tiếp luôn Ngọc. Chim bao. Chim bao hay giấc mơ là một trong những phương cách Đức Chúa Trời truyền đạt sứ điệp của Ngài cho con người. Ok, tất cả những cái câu Kinh Thánh đó, Sáng Thế Ký, Dân Số Ký, Các Vua, là Đức Chúa Trời, một trong những phương cách Đức Chúa Trời truyền đạt sứ điệp của Chúa cho con người là qua chim bao. Mình nhớ là đây là đời xưa, chuyện lúc mà sự mặc khải chưa đầy đủ, chưa có Kinh Thánh, Chúa Giêsu chưa Giáng sinh. Chứ đừng có nói tối nay ai về thấy chim ba nói Chúa mặc khải cho tôi, không có được. Ok, cho nên mặc khải qua chim ba là cách Đức Chúa Trời sáng dạy tổ phụ loài người ngày xưa. Dạ. Dạ, Đức Chúa Giêsu là sự mặc khải hoàn toàn, nên mình không cần sự mặc khải nào khác nữa. Dạ, có cái này quý vị hãy nghe và rất là cẩn thận, rất có thể, rất là hiếm, nhưng mà mình phải kiểm chứng được. Đức Chúa Trời có thể thôi, nhất là nhờ tôi được biết ở những cái dân tộc, những câu chuyện mà tôi thường nghe trước kia, người Campuchia là một những dân tộc, và người Mon nữa,
họ thường được Chúa gọi là mặc khải cái này cái nọ. Nhưng mà cái điều quan trọng là tất cả những gì mà họ được mặc khải nó luôn luôn phù hợp với lời dạy trong Kinh Thánh và Chúa Giêsu, chứ không có bao giờ đi ngược lại hết. Chứ không phải nói rằng Chúa mặc khải cho tôi, nói tôi phải đi lập hội thánh, tôi làm này kia, cái đó không phải. Cho nên nếu tôi nhớ không lầm thì một trong làng của người Mon nó hình như là họ một người là họ được thấy chim bao hay sao, nó rằng phải đi tìm một cái ông nào tên gì đó hay là xuống Hà Nội để làm sao đó để mà biết về Chúa, về vân vân. Chúa dùng có những cái chỗ mà họ thiếu phương tiện, Chúa dùng cách này cách nọ để mà làm. Mình phải rất là cẩn thận, nó phải luôn luôn phù hợp với Kinh Thánh, không bao giờ đi ngược lại. Ok, trong phúc âm Matthew đọc tiếp với cô ngọc. Trong phúc âm Matthew chúng ta đọc thấy nhiều lần Chúa dùng phương cách này. Tức là cho ông Joseph, cho ba bác sĩ, quý vị nhớ không? Dạ. Đọc tiếp. Câu 24 cho thấy Joseph đã tuân hành đúng mạng lệnh thiên sứ loan báo cho ông qua chim bao. Lời của thiên sứ cho Joseph bao gồm hai điều. Việc Mary mang thai là đến từ Đức Thánh Linh. Joseph phải đặt tên cho em bé là Giêsu với ý nghĩa cứu rỗi. Ok, quý vị mở lại Matthew đoạn 1 chỗ này chút xíu. Ok. Mary hứa gả cho Joseph xong chưa ăn ở cùng nhau thì Mary mang thai. Phải không? Tôi tóm tắt lại câu chuyện. Khi biết tin đó, ông Joseph phân vân giữa hai điều. Và ông quyết định, ông chỉ mới nghĩ thôi. Thôi bây giờ cái cách tốt nhất là mình âm thầm từ hôn. Song đang ngẫm nghĩ về việc ấy, đang suy tính như vậy, thì thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Joseph với những bao mà phán rằng, tức là đây là sự mặc khải Chúa nhé. Chúa biểu ông Joseph hai điều. Thứ nhất á, là Mary mang thai là bởi Đức Thánh Linh. Phải không? Cho nên đừng có ngại để Mary làm vợ. Ra và khi Mary mang thai bởi Đức Thánh Linh á, thì bà Mary sẽ sanh một người con và đặt tên là Giêsu. Giêsu có nghĩa là cứu rỗi, là sự cứu rỗi của Đức Giê-hô-va. Mà ông nói vì con mà người sẽ sanh một trai, người khá đặt tên là Giêsu. Tức là ông Joseph phải là dưỡng phụ của Chúa, con của Đức Chúa Trời, nhưng mà Joseph đặt tên cho con là Giêsu với ý nghĩa Chúa là sự cứu rỗi. Như vậy ông Joseph nhận được cái mạng lệnh từ thiên sứ có hai vấn đề, phải không? Tức là Mary chịu thai bởi Thánh Linh và phải đặt tên Chúa Giêsu là, đặt tên con là Giêsu. Cái câu 22 đó, mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng đó. Thì ở trong sách Matthew có rất là nhiều lần luôn luôn là việc xảy ra để làm gì? Ứng nghiệm. Quý vị nhớ là người Do Thái lúc bây giờ đang trông chờ đấng Messiah. Và ông Matthew là người Do Thái, ông viết cho người Do Thái. Anh thử nói người Do Thái là nói có sách, mắt có chứng, nghe không? Bởi vì người Do Thái họ không tin Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, họ không tin Đức Chúa Giêsu là đã được nói trong Cựu Ước. Nội cái chuyện Chúa sinh ra đây đó, một gái đồng trinh sanh con đó là ứng nghiệm cái thánh, thấy không? Đó mới là lần đầu tiên và ông nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Cho nên ông Matthew chỉ làm một chuyện mà thôi, muốn nhấn mạnh Chúa Giêsu chính là cái ông Giêsu đã được nói tiên tri trong Cựu Ước. Thử mọi việc đã xảy ra như vậy là lời của ông Matthew viết ra, quý vị thấy không? Ok, cái câu hỏi tiếp theo chưa? Trễ giờ rồi, có lẽ để học cho hết nhé. Ok, đặt tên là Giêsu, nói tên Chúa Giêsu trước. Tên Chúa Giêsu anh Quang đọc giùm. Tên Chúa Giêsu phiên âm từ những tên bằng tiếng Hy Bá như Giô-sê hay là Giô-hô-sua, nghĩa là Chúa Gia-vê cứu hay là Chúa Gia-vê là sự cứu rỗi. Trong văn hóa Do Thái, tên của một người thường đi chung với đặc tính hay công việc người đó làm. Chúa Giêsu được đặt tên này vì Ngài đem sự cứu rỗi đến cho nhân loại.
Thiên sứ bảo Joseph phải đặt tên con là Giêsu, và Joseph đã vâng lời làm đúng như vậy. Ok. Tên của Chúa Giêsu viết ở trong tiếng Y Lạp là Iesu. Iesu. Bằng chữ Iesu này là phiên âm từ tiếng Hy Bá Lai, tức là tiếng Hebrew, là tên Joshua ở trong Cựu Ước đó cũng là Giêsu, hoặc là Jehoshua, thầy tế lễ Jehoshua đó. Tất cả đều cùng một chữ Jehoshua, Joshua, Iesu là cùng một chữ. Sau này người Trung Hoa, người Việt phiên âm là chữ Gia Tô, Chúa Giêsu là Chúa Gia Tô, và mình đang gọi là đạo Gia Tô là như vậy đó. Yeah. Và cái chữ Iesu có nghĩa là Chúa Giave cứu, Jehovah saves, là Chúa Jehovah là sự cứu rỗi. Cho nên tên của Giêsu nói một cách đơn giản là cứu, save. Và chúng ta biết là người Do Thái cái tên nó luôn luôn đi với cái con người, cho nên Chúa Giêsu đem đến sự cứu rỗi của nhân loại. Ok. Còn một cái tên nữa là cô Dung đọc giùm. Mọi việc đã xảy ra như vậy để cho ứng nghiệm lời Chúa đã dùng đấng tiên tri mà phán rằng, là câu được nhắc lại nhiều lần trong phúc âm Matthew, vì độc giả của Matthew chủ yếu là người Do Thái. Matthew cho thấy rằng Kinh Thánh Cựu Ước của người Do Thái đã không nói gì khác hơn là về Chúa Giêsu. Ok. Chúa Giêsu chính như là tôi đấng nhiều lần nói với quý vị, Kinh Thánh Cựu Ước nói là nói về Chúa Giêsu bằng cách này hay cách nào. Chúa Giêsu chính là đấng Messiah của Kinh Thánh Cựu Ước. Ứng nghiệm đầu tiên là việc Chúa Giêsu giáng sinh với danh hiệu Emmanuel. Ứng nghiệm lời tiên tri trong Ê-sai đoạn 7 câu 14. Danh hiệu này nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Hàm ý, qua Chúa Giêsu mà Đức Chúa Trời vô hình có thể hiện diện với con người. Tất cả sách của quý vị đều bỏ cái chữ, có cái chỗ bỏ trắng không? Có ai không bỏ không? À, quý vị bỏ chữ hữu hạn nha. Tôi bữa đó là gì đó, thần hồn nhát thần tính, Đức Chúa Trời mà hữu hạn được, cho nên bỏ chữ hữu hạn dùm rồi. Đức Chúa Trời vô hạn, that's what I mean. Đức Chúa Trời vô hạn và vô hình đó. Nhưng mà có những sách tôi viết lộn chữ hữu hạn, nên thử ai có chữ hữu hạn bỏ đi dùm vậy. Đó là sai 100. Không, vô hạn và vô hình. Ai có chữ hữu hạn nó bỏ dùm tôi một chút xíu. Đó là tà giáo, Đức Chúa Trời chơi hữu hạn được. Đức Chúa Trời vô hạn và vô hình. Nếu ai bỏ rồi thì thôi, mà ai có chữ hữu hạn thì bỏ chữ hữu hạn đó đi. Got it? Ok. À, đọc tiếp. Sự hiện diện này mang ý nghĩa mặc khải. Qua Chúa Giêsu chúng ta có thể biết Đức Chúa Trời tường tận. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta cũng mang ý nghĩa cứu rỗi. Qua Chúa Giêsu, con người tội lỗi có thể tương giao với Đức Chúa Trời thánh khiết. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu cũng mang ý nghĩa gần gũi, bảo vệ, dẫn dắt. Chúng ta có Chúa bên mình trong mọi hoàn cảnh. Ok. Cái câu hỏi thứ tư là Chúa Giêsu được gọi bằng hai tên khác nhau trong phân đoạn này. Xin cho biết ý nghĩa của mỗi tên gọi. Thì cái tên gọi đầu tiên của Chúa là Giêsu, có nghĩa là Chúa là sự cứu rỗi. Và danh hiệu thứ nhì là Emmanuel, nghĩa là gì? Chúng ta đã học nhiều lần mỗi Giáng sinh rồi. Emma có nghĩa là with, Nu có nghĩa là us, En là Đức Chúa Trời. With us God, tức là Đức Chúa Trời ở với chúng ta. Đức Chúa Trời ở với chúng ta ba ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là gì? Mạc khải, tức là mình có Đức Chúa Trời không? Có Đức Chúa Trời không? Làm sao mình biết được? Chúa phải đến với mình. Đời xưa Đức Chúa Trời dùng các thánh niên phán dạy,
đến trong ngày cuối cùng này, Hebrew đoạn 1 câu 2 nữa, quý vị đọc tiếp. Ngài bày tỏ Ngài qua Chúa Giêsu, cho nên mình biết được Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta như vậy. Đức Chúa Trời vô hình, vô hạn, quý vị thấy không? Mà bây giờ Chúa tự giới hạn đến ở với mình, cho nên mình có thể biết được Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Chúa nói với ông Philip sao? Ai đã thấy ta tức là đã thấy Cha. Quý vị thấy không? Cho nên Đức Chúa Trời ở với mình, tức là ông Trời vĩ đại to lớn đã đến với nhân loại một lần, sống với nhân loại rồi. Đức Chúa Trời ở với chúng ta như vậy là mạc khải. Đức Chúa Trời ở với chúng ta cũng mang ý nghĩa cứu rỗi. Tại sao cứu rỗi được? Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, cao cả, vĩ đại, không ở với con người tội lỗi được. Nhưng mà bây giờ Đức Chúa Trời có thể ở với con người tội lỗi là nhờ Chúa Giêsu, cho nên Đức Chúa Giêsu đã cứu rỗi chúng ta, cho nên Đức Chúa Trời ở với chúng ta cũng mang ý nghĩa cứu rỗi. Thật sự việc Đức Chúa Giêsu giáng sinh chỉ có một mục đích mà thôi, là đem chúng ta trở về với tình trạng nguyên thủy ở gần với Đức Chúa Trời. Khi tổ phụ là người phạm tội bị phân cách ra, Chúa Giêsu đến đem chúng ta ở cùng Đức Chúa Trời again. Quý vị thấy không? Go back to God. Và cái chữ Emmanuel, Đức Chúa Trời chúng ta, cũng mang ý nghĩa hiện diện, hướng dẫn, bảo vệ chúng ta. Đức Chúa Giêsu có đang ở với, Đức Chúa Trời có đang ở với chúng ta giờ này không? Thành thử mỗi lần quý vị, nhiều người viết thơ hay ký tên làm sao? Emmanuel, làm sao? Chúa đang ở với mình đây. Thành thử mình chào nhau Emmanuel, có nghĩa là Chúa đang ở với mình. Cho nên Chúa ở với mình qua sự mạc khải, Chúa ở với mình qua sự cứu rỗi, Chúa ở với mình ngay bây giờ. Got it? Amen. Cô Phương. Điểm chính của câu chuyện trong Ma-thi-ơ đoạn 1 câu 18 tới 25 là việc Chúa Giê-xu do trinh nữ hạ sinh. Sinh hạ, lời tiên tri về sự kiện này được ghi trong Ê-sai đoạn 7 câu 14. Chúa Giê-xu đã do một trinh nữ sinh hạ, phù hợp với chi tiết được ghi trong Luca đoạn 1 câu 26 tới 38. Joseph chỉ biết Mary có thai, còn Mary thì biết rõ tiến trình này. Quý vị hiểu không? Ông Mary chỉ biết là bà có thai bởi Đức Thánh Linh, còn bà Mary biết là bởi vì thiên sứ đến nói cho bà. Đọc tiếp. Do đó, Joseph cần có lời giải thích của thiên sứ để tiến hành hôn nhân với Mary. Đem vợ về ở với mình. Joseph đã vâng lời và đem vợ về ở với mình, nhưng không có quan hệ nam nữ. Để chứng minh và bảo đảm cho việc Chúa cứu thế do một trinh nữ sinh hạ. Yeah. Ông Matthew, ông ít lời lắm mà lời nào là lấy chắc nịch, quý vị thấy không? Đem vợ về với mình, có nghĩa là kết hôn, nhưng không hề ăn ở với, có nghĩa là không có quan hệ nam nữ. Quý vị thấy không? Viết rất là đầy đủ. Để minh chứng và đảm bảo cho việc Chúa cứu thế do một trinh nữ sinh hạ. Ok, tôi không muốn nói đến công giáo mà phải nói người ok nói gì người công giáo thường nói rằng người tin lành không tin bà Mary đồng trinh, điều đó là sai. Quý vị biết rồi đó hả? Mình tin bà Mary đồng trinh khi sinh hạ Chúa Giêsu. Bài tín điều các sứ đồ của tin lành và công giáo giống hệt như nhau, word for word. Ngài được thai dựng bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary. Rồi mình luôn luôn đọc về cái vấn đề chính là người công giáo thì nói rằng bà Mary trọn đời đồng trinh, người tin lành thì không có tin là bà Mary trọn đời đồng trinh, bởi vì Kinh Thánh nói rằng có những người em của Chúa vân vân. Thì người công giáo nói rằng đó là em họ, cousin hay gì đó. Nhưng mà ông thật trong Kinh Thánh em là em thôi. Thôi, có hai vấn đề là dù cho bà Mary trọn đời đồng trinh đi nữa, it doesn't matter. Nghĩa là thì bà cũng không có thay thế cái sự cứu rỗi cho mình được. Quý vị hiểu, để mình nói cái vấn đề cho nó minh bạch, để có ai nói quý vị hiểu. Sao vậy anh Anthony? Hả? Hay quá. Hay, đúng. đó là chuyện dĩ nhiên, thì mình phải nắm vững vấn đề trong vấn đề đó.
Granted là bà trọng đời đồng trinh là sâu hoạt. Yeah, I mean, yeah. Dạ, đúng vậy. Những dạ, yeah, lên trời và vô nhiễm nguyên tội nữa. Dạ, yeah. Ok. Những bài học chúng ta ghi nhận trong phân đoạn này, chúng ta đọc chung với nhau. Thứ nhất, ok, ông Joseph, ông đang phân vân, ông đang suy nghĩ, được Chúa hướng dẫn. Ngày hôm nay Chúa hướng dẫn chúng ta không qua chiêm bao, nhưng mà qua Kinh Thánh là lời của Chúa. Khi chúng ta học lời của Chúa, đọc lời của Chúa để có những quyết định đúng và khôn ngoan, chứ không phải là mở Kinh Thánh ra bói nha. À, quý vị biết là có người bói đâu, mở ra cái giọng câu này: Giu-đa trở ra đi thắt cổ. Chắc câu này không được, không lỡ câu khác: ngươi hãy đi và làm y như vậy. Ok, đừng có bói Kinh Thánh, nhưng mà để Kinh Thánh như là cái khuôn vàng thước ngọc, nó giúp đỡ, giống như trường hợp Joseph được sự hướng dẫn của Chúa. Thứ nhì, đó là chúng ta theo gương Joseph. À, bài học thứ ba, ok, ông Joseph biết ý Chúa là làm y như lời, không có sai. Thứ tư, tại sao? Tại tên Chúa Giêsu nên là cứu. Và cuối cùng, số 5, mạc rỗi, mạc khải, cứu rỗi và dẫn dắt. Nhớ điều đó. Chúng ta cùng đứng.